Học lập trình Java thì chúng ta có thể làm được những cái gì? Khi mà nhắc đến Java ấy, thì chúng ta nhớ câu châm ngôn của nó là Write Once, Run Anywhere. Có nghĩa là nó là ngôn ngữ độc lập nền tảng, viết một lần và có thể chạy ở mọi nơi. Đấy, tiếp theo là chúng ta nhắc đến cái ưu điểm thứ hai của cái thằng Java, đó là nó có cộng đồng rất là lớn, dễ học, dễ sử dụng và nó mềm dẻo, nó phục vụ rất nhiều cái mục đích khác nhau. Khi mà nói đến các công việc thì chúng ta có thể liệt kê ra một số công việc ở đây. Đây chỉ là một số những cái điển hình thôi nhé. Đầu tiên đó chính là Android. Lập trình Android người ta cũng sử dụng nhiều bằng Java. Đặc biệt là những cái khoảng thời gian ban đầu mà Android mới phát triển ấy, thì Java chính là ngôn ngữ chính để người ta lập trình và tạo những cái ứng dụng Android. Cái thứ hai đó chính là lập trình backend web bằng Java. Rất nhiều những cái doanh nghiệp rồi là rất nhiều những cái tác vụ liên quan đến backend của web người ta sử dụng Java, đặc biệt là những cái doanh nghiệp lớn, công ty lớn ấy, người ta sử dụng Java rất nhiều. Các bạn có thể tham khảo và tìm hiểu thêm những cái hệ thống lớn của các công ty ở trên thế giới cũng như ở Việt Nam xem có phải là người ta làm bằng Java hay không nhé. Cái thứ ba ở đây là các bạn có thể là sử dụng Java để lập trình nhúng IoT. Đó, ngoài ngôn ngữ C++ và một số ngôn ngữ khác ấy, thì Java cũng được sử dụng để lập trình nhúng. Tiếp theo là chúng ta có thể sử dụng Java để lập trình game. Đấy, thì game có một số con game là người ta làm bằng Java và một số những cái hỗ trợ đằng sau ấy, thì người ta xử lý nó bằng Java. Và các bạn có thể là sử dụng Java để mà bắt đầu học lập trình game từ con số 0. Đấy, tiếp theo là chúng ta có thể tạo những cái ứng dụng desktop, những cái ứng dụng cơ bản chạy trên một cái hệ điều hành nào đấy. Ví dụ các bạn có thể tạo ra một cái ứng dụng desktop chạy trên Linux, trên Windows, trên Mac OS. Đấy, sử dụng Java là có thể làm được nhé. Ngoài ra thì nó còn được sử dụng ở trong Big Data, phân tích dữ liệu. Đấy, thì xử lý dữ liệu ngoài Python ra thì nó còn có thể là sử dụng một số ngôn ngữ khác và một số những cái tool. Ví dụ như là ở đây là mình có liệt kê ra là Hadoop này, Deep Learning 4G này là những cái công cụ lớn mà nó viết cho Java và làm bằng Java, cho nên là người ta cũng sử dụng Java rất mạnh trong cái lĩnh vực đó là Big Data nhé. Ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng Java ở nhiều cái mục đích khác nhau nữa, nhưng mà đây là một số những cái điển hình mà chúng ta có thể học xong và đi kiếm được tiền liệt kê ra cho các bạn.